Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Đường Dương Đình Nghệ đi qua quận Cầu Giấy là một con đường khá rộng và ngày càng đẹp khi có sự xuất hiện của những cái tòa cao ốc mới. Đây là tuyến đường tập trung nhiều những trụ sở của những tập đoàn rồi tổng công ty nhà nước. Hiện vẫn còn nhiều những cái lô đất vàng đang bỏ không được quây tôn hai bên đường, và mình nghĩ là trong tương lai thì đường Dương Đình Nghệ sẽ càng thêm sầm uất và hiện đại. Nhất là khi con đường này được kết nối đồng bộ theo kế hoạch với các cái trục đường khác của quận Cầu Giấy. Sau khi được hoàn thành nhiều năm về trước thì đường Dương Đình Nghệ tính từ nút giao với đường Phạm Hùng hiện chỉ có chiều dài khoảng 1,4 km. Và con đường dù rất rộng nhưng mà đột ngột kết thúc ở cái đoạn này do vướng cái khu dân cư ở phía trước. Vì thế sau nhiều năm, khi hiện tại rất nhiều những con đường của Hà Nội đang dần trở nên quá tải và các cái dự án giao thông có liên quan đến đường Dương Đình Nghệ này đã và đang được hoàn thành, thì người dân ở quận Cầu Giấy thì đang rất là quan tâm là khi nào sẽ triển khai cái đường mới để nối với đường Dương Đình Nghệ này. Theo kế hoạch đã được phê duyệt thì Hà Nội sẽ có một con đường mới nối đường Dương Đình Nghệ này với đường Cầu Giấy tại giao cắt với đường Nguyễn Văn Huyên. Con đường mới sẽ là một phần mảnh ghép của đường vành đai 2.5 chạy qua Nguyễn Văn Huyên, Dương Đình Nghệ, Trung Kính, Hoàng Đạo Thúy, rồi Đầm Hồng, Giáp Bát. Dự án con đường mới nối Dương Đình Nghệ với Nguyễn Văn Huyên sẽ phải đi cắt qua một số khu dân cư với cái mật độ dày đặc như thế này. Và ở gần cái điểm cuối của đường Dương Đình Nghệ hiện tại còn trở thành một cái ngã ba trong tương lai với một hướng kết nối ra phía đường Láng vượt sông Tô Lịch. Tuy nhiên thì đấy lại là một cái dự án khác và mình chưa có thông tin về triển khai cái dự án này. Con đường mới sẽ đi sát các cái tòa chung cư ở phía trước như là Hà Đô, Parkview và B09, B2 của khu đô thị Dịch Vọng, sát cả khu Nghĩa Trang, Làng Cót nữa. Dự án con đường mới này từng được Hà Nội phê duyệt triển khai từ những năm 2013 với mặt cắt rộng khoảng 50 m. Tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng theo cái hình thức BT. Tuy nhiên thì dự án đã không được triển khai theo như kế hoạch. Gần đây có thông tin là dự án đã được bàn giao lại cho quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư. Trong một số video gần đây thì nhiều bạn có thông tin cho mình về việc dự án này đang có cái dấu hiệu của cái công tác giải phóng mặt bằng. Có lẽ quận Cầu Giấy đã đạt được cái sự đồng thuận nhất định của người dân về việc di dời. Cho dù nó chưa phải là toàn bộ, nhưng là một cái tín hiệu đáng mừng cho cái hệ thống giao thông của quận Cầu Giấy. Vì khi dự án này được triển khai hoàn và hoàn thành thì sẽ tạo thành một cái trục thông suốt, giảm tải giao thông đáng kể cho đường Vành Đai 3, đường Láng, đường Cầu Giấy. Ở phía xa kia chính là cái nút giao đường Nguyễn Văn Huyên với đường Cầu Giấy, nơi sẽ trở thành một cái ngã tư theo như quy hoạch. Các cái tòa chung cư dưới kia được hình thành chắc là nhằm để đón đầu quy hoạch cái con đường mới này. Chính vì thế mà khi dự án nó chạy qua đây thì nó sẽ gặp nhiều những thuận lợi do ít phải giải phóng mặt bằng. Hiện tại thì cái đoạn này mình thấy đang được tận dụng làm cái bãi giữ xe tạm. Còn đây chính là cái khu vực nút giao với đường Cầu Giấy, điểm cuối của dự án. Và mình thấy đúng là đang bắt đầu cái công tác phá dỡ và giải phóng mặt bằng một số hộ dân. Và cái công tác phá dỡ này không chỉ ở phía mặt đường Cầu Giấy mà còn rải rác ở cả phía bên trong nữa.
Rõ ràng là khi được giao lại cho quận thì có vẻ như là dự án đã có cái sự triển khai quyết liệt nhất định. Thời gian gần đây khi một số dự án liên quan như là đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, rồi cầu vượt Nguyễn Văn Huyên Hoàng Quốc Việt đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì việc triển khai tiếp các cái dự án theo quy hoạch để khai thác đồng bộ các cái tuyến giao thông càng trở nên cấp thiết. Ở phía dưới kia là đường Nguyễn Văn Huyên, con đường rất to và đẹp sau khi được mở rộng nhiều năm về trước. Hiện tại cái đoạn từ đây đã thông suốt theo kế hoạch đến tận khu đô thị ngoại giao Đoàn, tạo ra một cái trục giao thông hướng tâm mới, giảm tải rất nhiều cho cái đường vành đai 2 hay là đường vành đai 3 của Hà Nội. Từ đây nhìn bao quát quận Cầu Giấy, có thể thấy cái mật độ dân cư ở khu vực này nó khủng khiếp đến cái nhường nào. Chính vì thế cái việc mà có thêm những cái con đường mới rồi những cái dự án giao thông nhằm hoàn thiện cái mạng lưới giao thông đã được quy hoạch thì sẽ thỏa mãn như cái niềm mong mỏi của rất nhiều những cái người dân Hà Nội. Hy vọng là dự án đường nối Dương Đình Nghệ và Nguyễn Văn Huyên sớm đạt được những cái kết quả. Và đây sẽ là một trong những cái trục đường mới hot nhất của quận Cầu Giấy trong tương lai. Phía dưới kia là cái tuyến đường sắt trên cao Nhổn Ga Hà Nội đang được triển khai xây dựng. Và cái đoạn trên cao này mình nghĩ là sẽ dự kiến khai thác vào năm 2022. Cuối năm nay thì cái cỗ máy đào cái đường tuyến ngầm sẽ được vận chuyển về ga S9 tại Kim Mã. Quay lại với đường Dương Đình Nghệ và cái khu vực giáp danh giữa phường Yên Hòa và phường Dịch Vọng của quận Cầu Giấy này thì mình nghĩ tương lai ở đây sẽ phát triển khá là mạnh và hiện đại, do còn ném nhiều những cái ô đất vàng và thực tế thì nó thật rất là thuận tiện giao thông, lại gần nhiều những cái công viên cây xanh nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các lần cập nhật tiếp theo của Hà Nội 24 giờ và đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới video này nhé. Mình là Biển của Hà Nội 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.